17. Cộng yêu, tức cùng thể ước. Nghĩa là cùng người khác làm ăn chia lãi, kỳ hẹn thời gian nào, đi đến nơi nào đó để chia chác. Nếu có tâm trộm cắp tài vật hay tiền bạc trị giá từ năm ma sái trở lên, thì phạm tội ba la di. Nếu có tâm trộm cắp nhưng chưa thực hiện được, thì phạm tội thâu lan giá. 18 từ hậu. Nghĩa là nhiều người cùng đến nơi thôn xóm, tụ lạc, bến đò, hang núi, chợ búa, nơi phòng nhà có người ở, rình rập để trộm lấy những tài vật, rồi đem chỗ khác chia nhau. Nếu tài vật bị trộm cắp, giá trị từ năm ma sái trở lên, thì phạm tội ba la di. Nếu chưa trộm được, thì phạm tội thâu lan giá. 19. Thủ hộ, giữ gìn Nghĩa là tỳ kheo ni giữ gìn những tài vật do người khác trộm cắp từ bên ngoài đem về, rồi cùng chia nhau. Nếu vật trộm cắp trị giá từ năm ma à sái trở lên, thì phạm tội ba la di. Nếu chưa lấy được, thì phạm tội thâu lan giá. 20. La thủ yếu đạo Tức canh giữ những con đường quan trọng nghĩa là làm người canh chừng đường nếu có quân lính của quốc vương đi qua thông đồng với quân giặc cướp cùng nhau mưu tính cướp được tài vật để chia chác với nhau. Trong luật ngũ phần nói cũng từ la thủ yếu đạo là việc của người canh đường dò đường nếu tỳ kheo ni vì giặc mà ngăn đường không cho người khác đi qua khi thấy có ai đến thì báo cho bọn cướp biết. Nếu giúp cho bọn cướp lấy tài vật của người khác và chia phần với chúng, những phần được chia có giá trị từ năm ma sái trở lên thì phạm tội ba la di. Nếu hợp tác với chúng mà không được chia thì phạm tội thâu lan giá. 20 trường hợp trên đây gọi là phạm tội về xứ khi khởi tâm muốn trộm cắp tài vật của người, tức là ý nghiệp bất tịnh, cất bước đi thì phạm tội đột kiết la. Có tâm trộm cắp mà chưa thực hiện được thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni trộm lấy tài vật có giá trị từ năm ma sái trở lên, khi mang vật ra khỏi chốn cất giữ thì phạm tội ba la di nếu tìm cách trộm tài vật trị giá hơn năm ma sái mà chỉ được năm ma sái thì phạm tội ba la di nếu tìm cách trộm tài vật trị giá năm ma sái mà chỉ được dưới năm ma sái thì phạm tội thâu lan giá nếu tìm cách trộm tài vật trị giá hơn năm ma sái mà không thực hiện được cũng phạm tội thâu lan giá tìm cách trộm tài vật trị giá năm ma sái mà được hơn năm ma sái thì phạm tội ba la di tìm cách trộm tài vật trị giá năm ma sái được đúng trị giá năm ma sái thì phạm tội ba la di tìm cách trộm tài vật trị giá năm ma sái mà được dưới năm ma sái thì phạm tội thâu lan giá tìm cách trộm tài vật trị giá dưới năm ma sái mà được hơn năm ma sái hoặc đúng năm ma sái thì phạm tội ba la di tìm cách trộm tài vật trị giá dưới năm ma sái mà được dưới năm ma sái thì phạm tội thâu lan giá tìm cách trộm tài vật dưới năm ma sái mà trộm không được thì phạm tội đột kiết la nếu tỳ kheo ni bảo người khác trộm lấy tài vật trị giá hơn năm ma sái đều phạm tội ba la di tìm cách bảo người trộm lấy tài vật trị giá hơn năm ma sái nếu được đúng năm ma sái thì cả hai phạm tội ba la di tìm cách bảo người khác trộm tài vật trị giá hơn năm ma sái nhưng được dưới năm ma sái thì cả hai phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người khác trộm lấy tài vật trị giá hơn năm ma sái nhưng không lấy được, thì cả hai phạm tội thâu lan giá. Tìm cách bảo người khác trộm lấy tài vật trị giá đúng năm ma sái, nhưng được hơn năm ma sái, thì cả hai phạm tội ba la di. Tìm cách bảo người khác trộm lấy tài vật trị giá năm ma sái, nhưng được dưới năm ma sái hoặc không được, thì cả hai phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người trộm lấy tài vật trị giá dưới năm ma sái nhưng được hơn năm ma sái hoặc đúng năm ma sái thì người trộm phạm tội ba la di nhưng người sai bảo chỉ phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người khác trộm lấy tài vật trị giá dưới năm ma sái được dưới năm ma sái thì cả hai phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người khác trộm lấy tài vật dưới năm ma sái nhưng không lấy được thì cả hai phạm tội đột kiết la tìm cách bảo người khác trộm lấy tài phật trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái nhưng người đó lại đi lấy vật khác trị giá đúng năm ma sái người đi trộm cắp phạm tội ba la di còn người suối bảo chỉ phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người khác đi trộm lấy tài vật trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái tại một nơi nào đó nhưng người nhận lời suối bảo lại đi đến nơi khác trộm lấy tài vật cũng đúng trị giá năm ma sái trường hợp này người nhận lời suối dục phạm tội ba la di còn người suối dục phạm tội thâu lan giá tìm cách bảo người khác đi trộm lấy tài vật trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái. Vị tỳ kheo ni nhận lời suối bảo đó, tưởng rằng sai mình đi lấy đồ vật đường hoàng, chứ không phải đi ăn trộm. Vì không có tâm trộm cắp, nên dù tài vật đó trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo sai bảo phạm tội ba la di, còn vị tỳ kheo ni nhận lời sai khiến hoàn toàn không có tội nếu tỳ kheo ni bảo người khác đi lấy đồ phật, vị tỳ kheo ni nhận lời, tưởng rằng bảo mình đi trộm lấy, nếu trị giá món đồ đi lấy đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái, thì người nhận lời sai bảo phạm tội ba la di, còn người sai bảo hoàn toàn không phạm tội. những trường hợp dời đổi vị trí đồ đạc ở bất cứ nơi nào cũng phạm tội. Như trường hợp có người dùng cờ vây để đánh bạc. Nếu dời một quân cờ trong bàn cờ thì phạm tội ba la di. Trường hợp muốn trộm vật của người khác nhưng lấy nhầm cũng phạm tội. Trong luật tứ phần quyển 55 thuyết minh Lúc bấy giờ có một thầy tỳ kheo muốn trộm y của người khác nhưng lại lấy nhầm y của chính mình. Sau đó, vì thầy xin nghi ngờ hành động của mình có phạm tội hay không, nên đến bạch Phật. Đức Phật phán rằng, ông phạm tội thâu lan giá, vì vật trộm chính là y của ông. Khi ấy, có một vị tỳ kheo bị người khác trộm y của mình. Thầy liền tìm người ăn trộm đó để lấy lại y. Nhưng sau đó, thầy cũng xin nghi ngờ việc làm của mình, không biết có tội hay không, nên cũng đến bạch Phật. Phật phán, ông phạm tội ba la di. Trường hợp, có một đống phấn tảo y lớn, không nên lấy, nếu đó là vật có chủ. Trường hợp, đống phấn tảo y đó, không có chủ, thì được lấy. Nhưng người nào lấy trước, thì thuộc về quyền sở hữu của người đó nếu nhiều người cùng chung nhau lấy thì nên chia đều cho nhau nếu như đó là đống vải hay lụa vụn ở trong hang chuột thì không nên lấy dùng vì đó là vật của chuột trong luật tứ phần nói có những con chuột ở trong thôn xóm thà trái bồ đào đem về chùa chất thành một đống lớn lục quần tỳ kheo do có tâm trộm cắp lấy ăn sau đó, mấy thầy đó xin nghi ngờ về hành động ấy, không biết có phạm giới hay không, nên đến bạch lên Phật. Đức Phật dạy rằng, các ông phạm tội ba la di. Lại trong luật tứ phần, quyển 55, thuyết minh, trong kỳ hoàng tịnh xá, có rất nhiều ổ chim. Lúc gần sáng, chúng kêu hót ầm ỉ, làm loạn động, khiến các thầy tỳ kheo tọa thiền không được vị cựu trụ tỳ kheo trong chúng bảo người giữ vườn phá những tổ chim đó người giữ vườn thấy trong tổ chim có vàng và vải vụn bèn lấy đem cho vị cựu trụ tỳ kheo vị tỳ kheo nghi ngờ việc đó không biết có phạm giới hay không nên đến bạch lên phật đức phật phán vì chim không dùng vàng và lụa vải nên không phạm. Nhưng các ông không nên dùng những vật ấy. Nếu như trong phấn tảo y có vàng, bạc, châu bóng cũng không nên lấy những thứ đó. Trường hợp có những tử thi mới chết, thi thể chưa phân hủy thì không được vào lấy những y phục của người chết đó. Nếu lấy thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp có những người không thân hậu cũng không nên khởi ý tưởng thân hậu mà lấy đồ của họ. Nếu mượn cớ hay nói dối để lấy tài vật của người khác, trị giá năm ma sái hoặc hơn năm ma sái thì phạm tội ba la di, riêng nói vọng ngữ thì phạm tội ba vật đề. Nếu có thí chủ trước đó có khứa cúng dường đồ vật cho tỳ kheo ni và chờ đến lấy khi đến lấy vị tỳ kheo ni đó phải hỏi lại lần nữa rồi mới được lấy, không được tùy tiện lấy mà không hỏi chủ nhân. Nếu có vị tỳ kheo ni cùng ở chung, khi ai muốn mượn đồ dùng của người thì phải hỏi ý kiến của người đó, nếu được sự đồng ý thì mới được lấy dùng, nếu không hỏi trước thì không được lấy dùng. Nếu nhiều tỳ kheo ni cùng để chung y hay vật dụng một chỗ. Khi ai muốn lấy dùng, phải xem xét cẩn thận để tránh lấy nhầm đồ của người khác, sinh ra sự hiểu nhầm. Sự việc đó trong luật ngũ phần quyển 29 thuyết minh. Lúc bấy giờ, Ngài Bạc Nang Đà cùng một số thương nhân đi chung một con đường. Đường này đi ngang qua một trạm thu thuế một người khách buôn mượn cái đẩy của ngài bạc năng đà rồi lén để châu báu đắt giá vào sau đó đưa trả lại cho ngài ngài bạc năng đà sơ ý hoàn toàn không hay biết khi qua khỏi trạm thu thuế người khách buôn đòi lấy lại những châu báu trong đẩy ngài bạc năng đà đáp tôi không lấy bảo châu của ông người khách buôn nói Đại Đức thật không lấy châu báo của tôi, nhưng lúc qua trạm thu thuế, tôi đã lén để châu báo của tôi vào trong đẩy của Ngài. Ngài Bạc Năng Đà liền trả châu báo lại cho người khách buôn. Nhưng sau đó, vì sinh nghi, không biết trường hợp đó có phạm giới hay không, nên Ngài đến bạch Phật. Phật dạy, ông không phạm. Nhưng khi qua khỏi trạm thu thuế, khi người lấy lại đồ vật rồi, ông phải đập, vũ đẩy thật kỹ, phòng khi những vật gửi còn sót lại trong đẩy. Nếu trường hợp, dù vô tình còn sót lại vật gì, thì ông phạm tội đột chiếc la. Ngoài ra, còn có trường hợp gọi là trộm hư không. Như trong khi cất nhà, xây băng công, lấn qua không gian của nhà kế cận, làm trở ngại sinh hoạt hay sự xây cất của họ hoặc khi trồng cây để tàn lá che phủ lấn qua không gian của nhà người khác đều gọi là trộm hư không còn có trường hợp bị kết tội trộm kiến thức tức là trường hợp sao chép đạo văn sử dụng những công trình sáng tác văn học nghệ thuật những phát minh sáng chế khoa học kỹ thuật của người khác dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận của các tác giả tác gia không chịu trả tiền tác quyền cho họ những trường hợp đó gọi là trộm kiến thức có trường hợp gọi là trộm hương trường hợp này trong kinh chánh pháp niệm xứ thuyết minh không được trộm ngửi mùi hương nghĩa là có những thứ khí có mùi hương đặc biệt dùng trong y học có tác dụng giải độc, cấp cứu, hô hấp, hoặc dưỡng khí, khí oxy, dùng cho các trường hợp phẫu thuật cho bệnh nhân. Nếu trộm dùng không trả tiền thì bị ghép tội trộm hương. Mức độ nặng, nhẹ, tùy theo trị giá của mỗi loại hương bị sử dụng trộm. Trường hợp nhiều vị tỳ kheo ni cùng sai một vị tỳ kheo ni khác đi trộm lấy tài vật trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái, thì tất cả những vị tỳ kheo sai bảo phạm tội ba la di hoặc có nhiều vị tỳ kheo ni cùng sinh tâm trộm cắp sai một vị tỳ kheo ni khác đi trộm lấy tài vật của người nếu vị tỳ kheo ni ấy lấy tài vật trị giá đúng năm ma sái thì tất cả những vị tỳ kheo ni sai bảo phạm tội ba la di vị tỳ kheo ni bị sai đi lấy trộm nếu không có tâm trộm cắp thì không phạm tội. Trường hợp có nhiều vị tỳ kheo ni có tâm trộm cắp, sai một tỳ kheo ni khác làm kẻ ăn trộm, nhưng sau đó sinh lòng hối hận và cản lại. Nhưng vị tỳ kheo ni kia vẫn tiếp tục đi lấy trộm. Trường hợp này, tất cả những vị tỳ kheo ni sai bảo đều phạm tội thâu lan giá. Còn vị tỳ kheo ni đi lấy trộm, nếu tài vật trị giá năm ma sái thì phạm tội ba la di dưới năm ma sái thì phạm tội thâu lan giá trường hợp có nhiều tỳ kheo ni có tâm trộm cắp sai một tỳ kheo ni khác đi trộm lấy tài vật sau đó hối hận ngăn vị tỳ kheo kia không cho đi lấy trộm trường hợp này tất cả đều phạm tội đột kiết la trường hợp mượn lệnh của người khác đi vay mượn tài vật hoặc lấy tài vật thay cho người đó chủ nhân dù có tâm bố thí nhưng người lấy có tâm trộm cắp cũng phạm tội ba la di nếu tài vật trị giá dưới năm ma sái thì phạm tội thâu lan giá riêng tội nói dối để mượn đồ phạm tội ba giật đề mượn lấy thay thế đi lấy sau một thời gian dài mà không đưa cho người mình giả lệnh đi lấy thì phạm tội đột kiết la. Ngoài những trường hợp nêu trên, còn có những vật của tam bảo thì lại càng nghiêm trọng hơn. Tất cả những tượng Phật, tượng Bồ Tát, kinh sách đều không được bán. Nếu bán thì mang tội bằng với tội đem bán cha mẹ. Sau đây là những tài vật của tam bảo một Tài vật của Phật Tổng quát có bốn loại. Thứ nhất, vật của Phật thọ dụng như điện đường, chùa chiền, tháp của Phật, y phục và tất cả tài vật dùng trang nghiêm tượng Phật như vàng, bạc, châu báu, bùn đất, cát, đá, vân vân. Tất cả những vật thọ dụng của Đức Phật không được bán, không được đổi chát, không được dời đổi, cũng không được mượn dùng cổ đức nói thí chủ phát tâm cúng thí tiền để mua ngói thì không được dùng tiền ấy mua gạch tương tự cúng thí tiền để đúc tượng phật thì không được lấy tiền đó làm phòng chúng tăng những vật của phật thọ dụng phải cung kính như tháp không được tùy ý tự tiện sử dụng trong kinh ngũ bách kinh trọng sự thuyết minh tất cả vật của Phật không được di động. Nếu có nạn sự đưa đến, chúng tăng đều đi hết, cần phải di dời, thì phải tác bạch cho chúng tăng biết trước. Nếu chúng tăng ưng thuận mới được dời, thì không phạm tội. Cũng trong kinh ấy thuyết minh. Hỏi, trường hợp Phật đường đã hư hoại, thì chủ xuất tịnh tài riêng để xây Phật đường khác, cho nên đem những vật trong Phật đường trước kia bố thí cho tỳ kheo. Như vậy, vị tỳ kheo đó có được nhận hay không? Đáp, không được nhận. Những Phật tháp, Phật đường đều thuộc về tài Phật của Phật thọ dụng. Tuyệt đối phải kính trọng những vật ấy như kính trọng Phật còn tại thế. Vì những vật đó thuộc về Phật, không được lạm dùng. Thậm chí không được để bất cứ vật gì dựa vào tường vách của phật điện huống gì lấy sử dụng vào những việc khác trong kinh ngũ bách khinh trọng sự thuyết minh hỏi vách phật điện có được đem những gậy hay đồ vật khác dựa vào không đáp không được nếu đem dựa vào sẽ phạm tội đọa một sự tích khác xưa kia có một tỳ kheo muốn vào chùa lạy Phật. Lúc đó, có một người bà la môn sành về tướng số. Ông ta nhìn thấy vị tỳ kheo có tướng làm vua, nên nói với tỳ kheo rằng, Tôi có một người con gái, muốn gả cho thầy. Vị tỳ kheo đáp, đợi tôi lại Phật về đã. Vị tỳ kheo đem tích trượng dựa vào vách Phật điện, đoạn vào chùa lạy Phật xong rồi ra về. Nhưng sau đó, người bà La Môn không đã động gì đến việc gả con gái nữa. Thầy Tỳ Kheo ngạc nhiên hỏi, Ông có gả con gái của ông cho tôi không? Người bà La Môn đáp, Không. Tỳ Kheo hỏi, Tại sao lúc trước ông nói gả con cho tôi, bây giờ lại nói không? Người bà La Môn đáp, Lúc trước tôi thấy thầy có tướng đại quý nhân, cho nên mới định gả con. Nhưng hôm nay, thầy không còn tướng đó nữa, nên tôi không còn có ý gả con cho thầy nữa. Điều này cho thấy, sở dĩ mất tướng quý nhân là vì công đức đã tiêu tan hết. Vì thế, tháp của Phật và vách tường Phật điện không nên dùng bất cứ vật gì dựng vào. Vì chẳng những phạm giới mà còn tiêu tán hết công đức. Thứ hai, vật thuộc về Phật. Tất cả tài vật, dù khinh hay trọng, đã thuộc về của Phật, thì không được lạm dùng, không được dùng lộn xộn, không được cho vay lấy lãi, cũng không được mượn dùng vào việc khác. Vấn đề vật khinh, vật trọng, trong bộ Ni Tỳ Nại Gia, Quyển 3, Thuyết Minh, có bốn thứ khác nhau, vật vừa quý vừa cao giá, vật tâm thường nhưng cao giá, vật quý nhưng giá rẻ, vật vừa tâm thường vừa giá rẻ. Các thứ tài vật thuộc về của Phật không được dời chỗ, không được dùng vào việc khác. Vấn đề này trong kinh ngũ bách kinh trọng sự thuyết minh. Hỏi đất của chúng tăng vật của Phật được dùng làm hàng rào. Chỗ đất đó trước kia có cả trái cây, rau cải, thì chúng tăng được ăn hay không? Đáp, không được. Nếu như vật của đàn Việt dùng làm Phật sự, mà trước khi làm, đem rau trái cúng thí cho chúng tăng, thì chúng tăng được phép ăn. Còn trường hợp mua rau trái trong vườn thuộc về đất của Phật, thì phải mua giá cao hơn gấp 5 lần. Nếu như chúng tăng biết Phật cúng thí, nhưng không mua theo điều kiện như thế, mà cứ thọ dụng, thì tính theo số tiền nhiều ít mà luận tội. Cũng trong kinh ấy thuyết minh, hỏi, vật của Phật nếu đưa cho người khác để lấy lãi dùng, thì có phạm tội không? Đáp, lãi đó cùng với vật của Phật đồng một thể, nên đều phạm tội. Vì đưa ra lấy vào, cùng là vật của Phật, nên không có phước do phá hoại pháp thân và tướng mạo bên ngoài. Lại nói, tài vật của Phật không được dùng làm nhà cho mẹ con của quỷ hay hình tượng của chúng. Nếu làm thì tội đó bằng với tội lấy tài vật của Phật đem bố thí cho người khác. Thứ ba, vật cúng dường Phật. Như hương, đèn, nến, hoa, trái, tràng phan, bảo cái, trướng màng, chuỗi anh lạc, cùng tất cả những vật cúng dường khác. Những vật này tuyệt đối không được trộn dùng, không được dùng lộn xộn, không được mượn dùng vào việc khác, không được cho vay lấy lãi, không được đem đến chỗ khác để dùng, không được bán để đổi lấy vật khác. Nếu những đồ cúng dường cho Phật quá nhiều, thì được phép bán lấy tiền mua những vật khác như khương đèn để cúng cho Phật. Trong kinh Ngũ Bách Kinh Trọng Sự Thuyết Minh hỏi vật của Phật có được bán để mua những đồ cúng dường cho Phật không? Đáp, được. Thứ tư, vật dân cúng cho Phật như những thức ăn, uống, quả phẩm, vân vân Nếu là đồ của thường trụ thì sau khi cúng đều phải quy tập về thường trụ. Nếu như đàn Việt đem những thức ăn uống hay quả phẩm để cúng dường Phật, sau khi cúng có thể bố thí cho chúng tăng được ăn, nhưng phải theo đúng pháp, chia cho đồng đều rồi mới được ăn. Trên đây là lượt thuyết minh về tài vật của Phật. Nếu muốn thuyết minh chi tiết, thì phải tham khảo trong luật bộ. Những người làm nhiệm vụ tri sự phải thực thi nghiêm túc, tránh mọi trường hợp sử dụng sai lầm. Trong luật Tăng Kỳ, Quyển 3, Thuyết Minh Nếu tỳ kheo làm mà mà đế, tức là chức vụ chấp sự, tri sự trong những đại tùng lâm, hiện nay trong tự viện đều có phân công theo từng chức vụ, mỗi người coi sóc một việc để tránh lẫn lộn công việc của người này và người kia nhưng quả rõ ràng chân chính. Mỗi vị chấp sự đều phải đem hết tâm trung lương của mình vì thường trụ mà làm việc. Nhờ đó, chánh pháp mới có thể cứu trụ trong thế gian. Tăng già được an ổn mà tu hành. Do đó, sự phân định chức phận cần phải chỉnh đốn rõ ràng thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện phiền não, vượt qua phép tắc và lạm quyền nhờ vậy có thể làm gương mẫu khuôn phép tránh thức cho chốn tùng lâm và thập phương khiến cho người sinh lòng kính ngưỡng tin tưởng vậy có bốn chức phận khác nhau trong tự viện thứ nhất tây tự gồm các chức vụ tọa nguyên thủ tọa tây đường hậu đường đường chủ thư ký tạng chủ Tức coi kinh tạng, tăng trị, tri tạng, trì khách, tham đầu, từ thủy. Thứ hai, Tây liệt, gồm các chức vụ như điều tọa, thiếp án, phạm đầu, thái đầu, thủy đầu, hỏa đầu, trà đầu, hành đường, môn đầu, viên đầu, thanh đầu, chiếu khách. Thứ ba, đông tự, gồm các chức vụ duy ma, duyệt chúng, tổ thị, thiêu hương, ký lục, y bác, thang dược, thị giả, thanh chúng, thỉnh khách, hành giả, hương đăng. Và thứ tư, đông liệt, gồm có các chức vụ đồ giám, giám viện, phó tự, khố ti, giám thu trang chủ ma đầu liều nguyên điện chủ chung đầu cổ đầu dạ tuần hòa thượng đường đầu là người thống lãnh tất cả mỗi tháng nhóm họp tất cả chư tăng trong ngoài và các vị chức sự đứng đầu các bang đọc lên các sổ sách ghi chép về những việc trọng yếu một cách công khai để chỉ rõ nhân quả phần minh chủ yếu vì công ích, không có riêng tư. Các liều trong ngoài mỗi tháng phải họp bàn, sách tấn lẫn nhau, trật tự ổn định. Thực hiện những vấn đề này giúp cho chốn thường trụ, trường tồn vĩnh viễn, tăng già mười phương đều được an trụ. Nếu tỳ kheo đảm nhận chức vụ ma ma đế, đối với tháp Phật mà không có Phật cúng trong khi vật cúng cho chúng tăng có đầy đủ. Vị tỳ kheo đó suy nghĩ rằng thiên, nhân, sở dĩ cúng dường chúng tăng đều là nhờ ân của Đức Phật. Vì thế, đem vật của chúng tăng cúng Phật, đó chính là cúng dường cho chúng tăng. Suy nghĩ như thế rồi, liền đem tài vật của chúng tăng để sửa sang tháp Phật. Vị ma ma đế này phạm tội ba la di trái lại, nếu như tháp Phật có tài Phật mà chúng tăng không có, vị tri sự đó nghĩ như thế này, thiên nhân sở dĩ cúng dường chúng tăng, Phật cũng ở trong tăng, liền đem Phật trong tháp Phật cúng dường chúng tăng, vị ma ma đế đó phạm tội ba la di. Nếu tháp Phật không có tài Phật, chúng tăng có thì được phép mượn dùng nhưng cần phải có giấy tờ phân minh ghi rõ ngày mượn ngày trả trường hợp chúng tăng không có vật tháp của phật có vật thì được theo đúng pháp mượn dùng cũng theo cách thức như vậy vị tri sự trong lúc hành xử nhiệm vụ nên đứng trước chúng tăng công khai nội dung giấy tờ giao phó phân minh nếu không công khai giấy tờ thì bị phạm tội việc tỳ ni trường hợp trên đây gọi là mượn dùng. Trong ngụ bách vấn hỏi rằng, vật của Phật trước đó để một chỗ, sao có tỳ kheo đem để một chỗ khác, để làm Phật sự thì phạm tội gì? Đáp, tội ba la di. Nếu thi chủ cúng dường dầu để thắp đèn cúng Phật, thì phải thắp luôn, không được tắt. Trong ngũ bách vấn nói, Đèn thắp cúng Phật phải để sáng luôn cả ngày lẫn đêm. Nhưng nếu ban ngày mà tắt đèn có được không? Không được. Nếu người nào tắt đèn sẽ phạm tội đọa. Dù rằng đối với Phật không có sáng tối, nhưng cứ thắp mãi như thế để cho thí chủ có phước, nếu ban ngày tắt sẽ có tội. Những nơi không phải Phật đường mà có tượng Phật thì ở trước tượng Phật có thể ăn uống ngồi nằm hay không được vì khi phật còn tại thế còn được ở trước phật ăn uống ngồi nằm huống chi là tượng của phật mà không được hay sao nhưng trong lúc ăn uống ngồi nằm phải dùng màn phải ngăn che nếu như có đèn sáng thì không được đi ngang qua ánh sáng tức tránh không cho bóng của mình ngã vào tượng phật làm tối tượng phật nếu tự mình cầm đèn sáng thì được đi ngang qua. Trên đây là thuyết minh về trường hợp những nơi không phải là Phật đường, Phật điện nhưng có tượng Phật thì được phép ở trong đó ăn uống, ngồi nằm. Nhưng nếu những nơi là Phật đường, Phật điện là nơi dành để thiết lễ, cúng dường tượng Phật và Bồ Tát thì chẳng những không được ăn uống, ngồi nằm trước tượng Phật mà còn không được lễ bái người trước tôn tượng. Vấn đề này trong ngũ bách vấn thuyết minh. Hỏi, có được lễ bái tỳ kheo không? Đáp, không được. Nếu lễ thì phạm tội đọa. Phật của Phật rất tôn quý, nên phải hết lòng gìn giữ, thì mới được phước báo nhân thiên. Trường hợp đối với những sổ sách ghi chép, những khoản tịnh tài của Phật tử cúng dường, để đúc tượng Phật hay sơn phết tượng. Những khoản tiền còn dư, nếu dùng vào việc khác, thì không tránh khỏi tội đọa vào tam đồ. Vì sao? Nếu có thi chủ phát tâm cúng dường vàng để tạc tượng Phật, nhưng lại đem tạc tượng Bồ Tát, cũng phạm tội hổ dụng. Nghĩa là dùng việc này lẫn sang việc kia, trái với tâm bố thí của thi chủ. 2 vật của pháp có ba loại. Thứ nhất, vật pháp bảo thọ dụng, tất cả những phương tiện dùng để in ấn kinh điển như máy in, viết, mực, rương tủ đựng kinh, kệ để kinh, thùng kinh, lọng che kinh, vân vân, đều thuộc về vật pháp bảo thọ dụng trong ngôi thường trụ đó. Những tài vật này không được dùng vào bất cứ việc gì khác không được mua bán, đàn việc cúng thí tiền tài để in ấn kinh sách, dùng biếu tặng lưu thông, cần phải chiếu theo tâm cung kính, cúng dường pháp bảo của thí chủ, đem phân bố ra, thì được ý nghĩa chuyển pháp luân, lưu thông không dứt. Không được đem kinh sách bán lấy tiền. Thi chủ cúng thí tiền của để in kinh điển đại thừa, thì không được đem tiền đó in luật luận hoặc là truyện ký, vân vân. Nếu làm như vậy thì phạm tội hổ dụng vì trái với tâm của thí chủ, lại không được thiêu đốt, trộm cắp kinh sách. Điều này trong luật tứ phần quyển 55 thuyết minh, trộm kinh sách của người Đức Phật dạy, vì lời Phật là vô giá nên chỉ tính theo giá giấy mực. Nếu như giá đó đúng năm ma à sái thì khi lấy kinh ra khỏi chỗ cất giữ sẽ phạm tội ba la di trường hợp trên kinh có bụi đất dính không được dùng miệng thổi phải dùng vải sạch lau nhẹ trong ngụ bách vấn nói hỏi tỳ kheo có được viết kinh mướn hay không đáp không được nếu lấy tiền thì phạm tội đọa hỏi thức ăn để trên kinh phạm tội gì đáp nếu như có tâm khinh mạng thì phạm tội quyết đoán nếu không có tâm khinh mạng thì phạm tội đọa hỏi những kinh luật hư rách không dùng được nữa bị mất trang thì đốt được không đáp không được nếu không biết phạm tội mà đốt thì phạm tội đọa nếu người nào đã học luật biết rằng trong luật dạy nếu đốt kinh thì phạm tội mà vẫn đốt thì phạm tội quyết đoán. Vì đồng nghĩa với tội phá tăng, chẳng khác nào đốt cha mẹ của mình. Trường hợp mượn kinh sách của người khác thì cần phải trả ngay sau khi đọc, không được để lâu ngày. Trong luật thập tụng quyển 58 ghi, có một vị tỳ kheo khi mượn kinh của người khác có ý không trả lại. Khi người chủ đến đòi, nói, trưởng lão xin hãy trả kinh cho tôi. Tỳ kheo đó nói, tôi không trả. Nhưng sau đó, vị tỳ kheo này trong lòng sinh nghi ngờ, không biết mình có phạm tội ba la di không. Nên đem việc đó bạch lên Phật. Đức Phật nói, ông không phạm tội ba la di, nhưng phạm tội thâu lan giá. Kinh là thuộc về pháp bảo nên không được bán. Nếu có người thỉnh kinh để đọc tụng và thuyết pháp hay giảng kinh thì không được lấy tiền. Vì lấy tiền tức là buôn bán, tội đó như tội buôn bán cha mẹ. Ngoài ra, không được có tâm mong cầu, được nhận tài vật của người cúng thí. Trong bộ Ngũ Bách Vấn Thuyết Kinh Hỏi, nếu có người thỉnh tỳ kheo tụng kinh văn, thuyết pháp, cúng thí tài vật, thì có được thọ nhận hay không? đáp. Nếu như vị tỳ kheo ấy có tâm mong thọ nhận thì phạm tội đọa. Nếu không có tâm muốn thọ nhận thì không phạm tội hoặc không có y bác mà thọ nhận thì không phạm tội. Hiện nay có nhiều người kinh doanh pháp sự ra giá lấy tiền để mưu cầu sự sống. Thật là đáng thương xót. Lại cũng có nhiều người giảng kinh, thuyết pháp tính toán giá cả tiền nông. Thật không phải là chuyện đáng buồn sao? Ngoài ra, họ còn có tâm mong cầu làm cho Phật Pháp suy tàn. Quả là rất đau đớn. Cho nên, trong bộ Tư Trì Ký, Quyển Trung, Thuyết Minh, đời nay, các vị giảng kinh, thuyết Pháp vẫn có tâm khất cầu, có tâm vua nịnh, su thời, dùng ngôn từ khéo léo để mị thế tục Đối với những người thân hậu thì đem cho vật nọ, vật kia. Làm sao tránh khỏi việc khiến cho Phật tử mất tính tâm hoặc thường siêng năng với chuyện mời thỉnh. Đâu biết đó là việc chứng đạo. Đối với người không quen biết thì giả vờ là quen biết. Những người không thân hậu cũng làm ra tuồng thân hậu. Miệng khéo xoay trở nhiều phương sách tâm toàn tính lắm quỷ kế đa đoan suốt ngày suy tính hơn thiệt suốt kiếp khổ nhọc long đông lời nói luôn che đậy cõi lòng tham luyến tài vật tuy nói là thương chúng sinh nhưng thật ra chỉ là vì việc mưu sinh của bản thân mình như thế thì trong lúc cạo tóc chú nguyện mặc y hoại sắc đi xuất gia trong lòng mưu tính làm điều gì miệng giảng kinh giảng luật nhưng mắt xem thấy những gì tha hồ để cho hoặc nghiệp ngày đêm tăng trưởng tâm ý rủi rong quên mỏi mệt như thế có thể gọi là kiếp tu suốt đời sống thật là luống uổng đến khi chết không đem theo được cái gì cả than ôi như thế mà vẫn không hay không biết hãy xem kỹ những điều ghi chép trong tư trì ký để đối chiếu lại tâm mình lời ngay thì thường trái tai thật nhưng hãy tự nghiệm suy cho kỹ thứ hai vật thuộc về pháp bảo là những khoản tiền dùng để in ấn kinh điển tuyệt đối không được dùng vào những việc khác không được cho vay lấy lời thí chủ phát tâm cúng thí tiền bạc để in kinh không được đem dùng vào việc xây phòng xá những khoản tiền họ bố thí làm lầu gác chứa kinh hay thuyết pháp đường không được đem tiền đó xây phòng xá cho chúng tăng ở. Thứ ba, vật cúng dường pháp bảo, tức là những hương, hoa, trà, quả, đèn, nến vân vân và những thứ dùng trang nghiêm pháp bảo. Những vật này cũng đồng như Phật bảo, không được tùy tiện sử dụng hay sử dụng một cách lẫn lộn giống như những vật cúng dường cho phật đã đề cập ở trước trong ngụ bách vấn thuyết minh hỏi thỉnh người thuyết pháp trước hết phải làm tòa cao bên trên dùng màn trướng là vật cúng dường cho phật bảo để trang nghiêm pháp tòa thì vị pháp sư đó có thể ngồi trên đó được không đáp nếu vị pháp sư đó hoàn toàn không biết thì không phạm tội, nhưng nếu biết thì không được phép ngồi. Ban đêm, đọc tụng kinh điển, không được mượn ánh sáng đèn của Phật mà dùng, sẽ phạm tội hổ dụng. 3. Vật của tăng chúng Vật của chúng tăng rất dễ làm phạm, vì thế nên phải nghiên cứu trong luật cho rõ ràng, chính chắn, để tránh sự phạm tội khó cứu vãn. Ở đây phân làm bốn loại. Thứ nhất, vật của thường trụ, tức là những tài vật của chúng tăng thường trụ sử dụng như tự viện, điện đường, vườn rừng, phòng xá, ruộng vườn, ao hồ, sông suối, người, súc vật, của cải, đồ nằm, thức ăn uống, thuốc men, y phục, mền nệm, bình bát. Nói chung là các thứ tài sản trong chùa những lâm sản, nông sản thuộc phần sở hữu của nhà chùa, cho đến đất, cát, đá, vân vân. Dù là những vật không giá trị như một lá cây, một ngọn cỏ, thường nhân không được thọ dụng, không được di dời hay dùng vào những việc không đúng quy định, không được chia cắt ra để dùng, không được buôn bán hay lấy cho người thế tục mượn dùng. Nếu trường hợp đất của thường trụ là do thi chủ cúng thí cho thường trụ thì không được đem cho người khác, người bên ngoài không được chiếm dụng. Trong luật Tăng Kỳ quyển 27 thuyết minh, ruộng đất của chúng Tăng không được đem cho mượn hoặc bán, không được sử dụng riêng, dù cho tất cả Tăng chúng chấp thuận cũng không được cho người mượn hay bán. Nếu tập hợp chúng tăng lại để quyết định cho người mượn hay bán thì phạm tội việc tỳ ni. Trường hợp ruộng đất tốt mà có kẻ ác muốn xâm đoạt, thì chúng tăng phải nói với đàn Việt đang coi sóc mảnh ruộng đó biết. Nếu đàn Việt đó nói, ruộng đất tốt sao quý thầy không trông coi quản lý? Chúng tăng nên trả lời, ruộng đất tuy tốt nhưng hiện nay có người xấu muốn xâm chiếm. Vậy đàn Việt hãy tùy ý chuyển đổi ruộng khác cho chúng tăng đất của chúng tăng thì được phép cho thí chủ xây cất phòng xá cho chúng tăng thường trụ cư trú. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 27, thuyết minh, chúng tăng có đất trống, nếu có người đến hỏi xin xây cất phòng xá cho chúng tăng ở, trước hết nên chấp thuận và hỏi rõ thời gian thi công và thời điểm hoàn thành. Nếu người đó nói trong khoảng thời gian bao lâu sẽ xây xong thì người đại diện tăng chúng nên giao kết nếu ông không giữ lời khứa đến đúng thời hạn mà không xong thì tôi sẽ để công trình lại cho người khác trường hợp nếu cùng lúc có hai người đồng đến xin một trong hai người nói con sẽ vì chúng tăng mà xây một tầng lầu người kia nói con sẽ xây hai tầng người đại diện tăng chúng nên chấp thuận cho người tình nguyện xây hai tầng tương tự ba tầng cho đến bảy tầng cũng giải quyết theo phương thức đó nếu cả hai đều nói sẽ xây bảy tầng bây giờ nên xem xét khả năng của hai người ấy để chọn người có khả năng tốt hơn nếu cả hai cùng có khả năng ngang nhau thì nên cho phép người nào có đồng thân quyến hơn nếu chúng tăng không thực hiện các bước tuần tự như thế mà cứ đưa đất cho người thì sẽ phạm tội việc tỳ ni nếu đem ruộng đất của chúng tăng làm phòng xá cho cư sĩ trú ngụ thì phạm tội ba la di. Nếu phòng xá của chúng tăng không đủ thì nhiều người được phép ở chung một phòng. Trong luật Tăng Kỳ quyển 27 thuyết minh, nếu số lượng tỳ kheo quá đông mà phòng xá ít thì hai ba người cùng ở chung một phòng. Nếu vẫn không đủ phòng thì năm mười người cùng ở chung một phòng nếu có một nhà tăng rộng lớn, thì tất cả tỳ kheo nên vào trong đó cư ngụ và tu tập chung. Phòng xá của chúng tăng thuộc về tài sản thường trụ, không được chiếm dụng làm của riêng cho cá nhân. Ruộng đất, phòng xá của thường trụ thuộc về vật của thường trụ. Tất cả những giấy tờ, chứng nhận quyền sở hữu, sản nghiệp của thường trụ không được ghi tên bất kỳ một cá nhân nào vào để chiếm hữu riêng cho cá nhân. Nếu phòng xá thuộc của tư nhân nhưng họ chưa bỏ đi thì cũng không được lấy cho chúng tăng ở, cũng không được chiếm cho người khác.